Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 của tỉnh, huyện Bến Lức chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng thời để việc học tập và làm theo Bác gắn với những việc làm thiết thực mang lại lợi ích cho người dân, cho cộng đồng. Thực hiện kế hoạch số 66 ngày 19 tháng 5 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về những phẩm chất, giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Lức xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để tập trung tổ chức thực hiện. Huyện tổ chức các hội nghị trực tuyến và trực tiếp quán triệt nội dung chuyên đề của tỉnh đến cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, đồng thời xây dựng, quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt và gửi nội dung chuyên đề cấp huyện đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các đảng bộ, chi bộ căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, xác định những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trọng tâm vào các nội dung, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ hành lang an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc nhân dân quan tâm. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi tập thể cá nhân liên hệ bản thân, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo chủ đề năm 2022, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân mình. Thực hiện kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Đảng ủy thị trấn xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng thị trấn Bến Lức đạt chuẩn văn minh đô thị. Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn, cụ thể hóa xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị mình. Đơn cử trong việc lập lại trật tự đô thị, thực hiện tiêu chí xây dựng thị trấn văn minh đô thị ngày 21 tháng 7 2022 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý chợ Bến Lức ra quân chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị khu vực chợ Bến Lức. Sau một tuần ra quân đã trả lại lòng đường thông thoáng xung quanh khu vực chợ. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, xe lưu động tại các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư và trên hệ thống truyền thanh đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Người dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự đô thị và môi trường, trật tự an toàn giao thông, làm cho thị trấn được khang trang, sạch đẹp, an toàn. Từ đó tích cực góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng thị trấn Bến Lức đạt chuẩn văn minh đô thị. Đảng ủy thị trấn cũng xây dựng, lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Yêu cầu mỗi cấp ủy chi bộ thực hiện xây dựng ít nhất một mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Đảng ủy chú trọng duy trì mô hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị và mô hình đền ơn đáp nghĩa. Trong đợt 27 tháng 7 năm nay, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, thị trấn và ấp khu phố đã tập trung hàng trăm phần tiền,
quà trị giá trên 140 triệu đồng chăm lo cho các hộ nghèo, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các hộ gia đình chính sách. Bởi vì đất nước phát triển, mọi gia đình phát triển, đi theo đó thì đảng, nhà nước, cấp trên cho tới thị trấn là có chủ trương là chỉnh trang, ví dụ như là vỉa hè nè, cây xanh nè, rồi là đường xá nè, rồi gần đây là có những cái dự án là tiếp tục là xây dựng chẳng hạn. Thì đó là những cái điều kiện mà tạo cho công ăn việc làm cho người dân nói chung, rồi đối tượng nói riêng, mà đặc biệt là sự quan tâm của nhà nước đối với đối tượng thì tôi thấy làm rất là tốt. Tôi thấy thế này, các đồng chí của thị trấn là luôn luôn đổi mới và cải tiến là nhiều khâu, từ các cái khâu hành chính, từ đoàn thanh niên hay hoặc là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, ủy ban là làm tốt những cái gì mà của đảng nhà nước để học tập và làm theo bác thời gian qua, cho nên cái chuyển biến chính trị của thị trấn tôi thấy càng ngày càng tốt. Thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì thị trấn hàng năm đều các cái chuyên đề triển khai đầy đủ, đặc biệt là chuyên đề năm nay, đặc biệt là nhiều cái mô hình, trong đó có cái mô hình đền ơn đáp nghĩa, các cái mô hình về chính sách thực hiện đền ơn đáp nghĩa, rồi chỉnh trang đô thị văn minh sạch đẹp, cái này cũng cuối cùng là suy cho cùng là phục vụ người dân thôi, vừa đẹp phố phường mà vừa đời sống nhân dân, vừa buôn bán nhưng mà đồng thời phải cái cảnh quan đô thị nhân dân, cái đó rồi những người đi bộ dân cũng được hưởng cái không gian đó, là cuối cùng là lo cho dân, là học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Suy cho cùng theo quan điểm thị trấn tụi tôi tuyên truyền trong dân là cuối cùng là lo cho dân. Hay như đơn vị trung tâm hành chính công huyện Bến Lức có tổng số 12 cán bộ công chức viên chức, chi bộ trung tâm có 8 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh, của huyện, trung tâm quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân. Điều này là nhân tố hết sức quan trọng giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, từ đầu năm đến nay, đơn vị này tiếp nhận mới trên 27.780, bao gồm trực tuyến, trực tiếp và nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó nhiều nhất vẫn là trực tiếp trên 22.200 hồ sơ, đã giải quyết trên 28.400 hồ sơ. Trong đó trước hạn 13.900 hồ sơ chiếm tỷ lệ 48,95%, đúng hạn chiếm tỷ lệ 51,04%. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với viên chức làm việc tại đây đạt 97,60%. Tôi qua đây tôi cũng nộp đơn vô, mấy cô cũng làm nhanh. Tôi thấy thái độ phục vụ của mấy cô ở đây là cũng nhanh lẹ, cũng tốt, tôi thấy có hài lòng. Sau khi được học tập quán triệt chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của huyện và triển khai sinh hoạt ở chi bộ, cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị cam kết tu dưỡng rèn luyện, chấp hành tốt các quy định, quy chế và nội quy của đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc, trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Hàng tháng thì sinh hoạt chi bộ thì chi bộ của đều đưa ra cái theo dõi, kiểm điểm, đánh giá cái việc là học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Để thực hiện này đó thì cũng trên chỉ đạo của huyện ủy, ban huyện thì chi bộ cũng đã xây dựng cái kế hoạch và chỉ đạo đến đảng viên và viên chức là xây dựng cái kế hoạch tu dưỡng rèn luyện cái trong năm 2022. Thì hàng tháng thì trong sinh hoạt chi bộ chúng tôi có quán triệt và theo dõi đôn đốc những cái gì việc mà đảng viên viên chức đã đăng ký tu dưỡng rèn luyện mà nó gắn với thực tế công việc của từng viên chức tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm. Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và những phẩm chất giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong giai đoạn hiện nay.
huyện ủy Bến Lức chọn xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nhằm tập trung, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy xây dựng mô hình tiêu biểu của các mình, học tập và làm theo gương Bác thiết thực hiệu quả, đặc biệt là gắn học tập và làm theo gương Bác với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng tính liên tục, kế thừa các giải pháp để xây dựng và thực hiện thời gian qua. Thực hiện theo cái chuyên đề của năm 2022 cũng đã có nhiều tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện mô hình là cán bộ đảng viên gắn với cái việc mà hỗ trợ cho các cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên. Chúng tôi cũng tập trung tạo sự chuyển biến nổi bật ở trong năm 2022 về những vấn đề nổi cộm bức xúc, quan tâm về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, về vấn đề quản lý đất đai xây dựng, về việc cải cách thủ tục hành chính, về xây dựng đạo đức công vụ, về vấn đề phát động phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Bến Lức vào đầu năm 2023 sắp tới. Thì bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác định cái việc nêu gương hết sức quan trọng của mỗi cán bộ đảng viên thật sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Tinh thần chung đó thì chúng tôi sẽ tạo một cái sự chuyển biến mạnh mẽ, có kết quả toàn diện trên khắp các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, về an ninh quốc phòng, về công tác xây dựng đảng. Thực hiện kế hoạch số 66 ngày 19 tháng 5 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai nội dung chuyên đề năm 2022, sự vận dụng nghiêm túc, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị hiện nay trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tại cơ quan, đơn vị, góp phần vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hiện nay.